Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn làm một chiếc đèn trợ sáng như này nhá. Cái này để quay phim rất là tốt luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn làm. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái led thanh như này nhá. Cái này mình mua ở ve chai, giá rất là hợp lý. Còn mình đã để link của cái đèn này dưới phần mô tả video. Cái đèn này sáng hơn này rất nhiều luôn, nhưng mình sử dụng cái này. Mình đã để link dưới phần mô tả nhá, các bạn có thể xuống tham khảo và mua. Đó, tiếp theo các bạn chuẩn bị thêm cho mình một vài đoạn dây điện. Và bìa, một cái vỏ bánh này có lớp trắng bạc này đó, các bạn có thể sử dụng luôn giấy bạc nhé, nhưng mình sử dụng cái này cho tiết kiệm, dọn rác luôn, vừa ăn xong đốt thì rất là độc. Bìa thì mì tôm mình rất dễ kiếm rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay làm nha. Thì mình sẽ đo qua cái này, này là gần 11 phân, thì mình cứ cắt cái bìa này có hình vuông là 11 phân rưỡi nhá. Để mình được cái này nhá. Đây, chúng ta sẽ xếp vào đây, xếp đều vào. Bây giờ mình sẽ dán mấy bóng đèn này vào đây. Trước khi dán thì mình sẽ lấy qua một cái lớp này nhá. Sau khi dán xong thì mình sẽ được một cái như này nhé. Bây giờ mình sẽ dán được bốn cái này vào. Sau khi dán vào thì mình sẽ được một cái như này nhé. Bây giờ mình sẽ khoan một lỗ ở đây để chúng ta sẽ luồn dây điện qua. Cái này không cần bị khoan được, còn mày khoan được không? Và phát xuống thôi. Bây giờ các bạn sẽ bỏ cái phần này đi nhé, cái phần lớp dây này của nó đi, chỗ của chúng ta này vừa này giấu thì chúng ta sẽ hàn dây điện vào. Mình đã lấy xong rồi nhá, bây giờ mình sẽ hàn vào.
Bây giờ mình sẽ cắt này nha. Các bạn lấy tầm bằng hai cái thước kẻ này, bằng hai chiều rộng với thước kẻ này nhé. Bạn cắt như vậy nha. Đây cắt, chúng ta sẽ cắt để chừa, lại để chừa mỗi bên bằng một cái chiều rộng với thước kẻ này. Đó. Bên mình sẽ kẻ để cắt đường chéo cho nó. Cắt xong nhé, bây giờ mình sẽ lót cho nó một cái giấy bạc này, ni lông bạc này. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy nha. Chúng ta sẽ được những cái như này tiếp theo. Đây là 4 cái sau khi mình dán xong nhá. Đó, bây giờ mình sẽ ghép vào cái này. Chúng ta sắp hoàn thành một cái đèn rồi. Vậy là phần quan trọng nhất ta đã xong nhé. Mình sẽ để lỏng như này này. Đây là tất chắc chắn luôn, chứ không thể ra được. Mình để này nhìn cho nó nguy hiểm. Nếu các bạn nào có thể dán vào như này được nhá, không sao cả. Mình để này thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái đoạn. Đây, mình có một cái đoạn lấy ở cái móc phơi quần áo mình đã duỗi thẳng ra rất dài luôn. Một móc phơi quần áo, một đoạn rất dài. Bây giờ mình sẽ làm phần chống cho nó để chúng ta sẽ để bàn nhé.
Các bạn sẽ làm hai cái tương tự này nhá. Thì chúng ta sẽ cho đây. Cái này chúng ta sẽ cho vào cái bìa này nhá. Các bạn sẽ làm một cái tương tự này. Và nó chỉ ngắn tầm bao nhiêu thôi. 2 phân thôi. Mình sẽ tách cái đoạn này đi đã. Bằng chiều rộng của cái thước kẽ này. Cái chiều rộng của thước kẽ này là tầm 2 phân. Tương tự một cái như này nhá. Còn mình đã làm xong hai cái tương tự rồi. Mình sẽ xác định chỗ tâm chính giữa của cái này thì chúng ta sẽ gắn hai cái đấy vào nhá. Đây mình có một đoạn giấy chiều rộng tầm 2 phân, mình sẽ cuốn vào nhé. Đây là toàn cảnh chiếc đèn trợ sáng của ta nha. Thì bây giờ vẫn là trời sáng, đây là buổi trưa rồi nhưng mình vẫn phải test. Bây giờ mình sẽ tắt điện đi rồi test cho bạn xem nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng nguồn của cục sạc nhé, nguồn 5V. Các bạn có thể dùng pin laptop, nó mạnh ngang thế luôn. Bạn đầu đúng chiều âm dương nó mới chạy được. Tuy bây giờ là ban ngày nhưng mà các bạn thấy đèn ta rất là sáng luôn. Đó, các bạn thấy rất sáng luôn. Đó, khi quay phim các bạn thể để quay rất sáng, hoặc hộp quay phim luôn. Vậy là mình đang hướng dẫn các bạn làm xong chiếc đèn trợ sáng này nhé. Rất là sáng luôn. Chúc bạn thành công, nhớ like và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào các bạn.